Rồi cái bờ nhỏ mà qua mình quay cho mọi người coi cái đường láng nè. Đó, đây là mọi người một cặp hay cả nhà. Đây, cái ở đây thì nó hơi xa mọi người ơi. Đẹp lắm cả nhà ơi. Chuột đá láng. Một cặp chuột hay cả nhà. Đi tới đây thì thấy cái trước đường cặp này mọi người. Trời ơi trời ơi trời ơi con chuột. Trời ơi nóng lạnh như cả nhà ơi. Rồi đi ở lưới luôn cả nhà. Thăm lưới rắn được hai con rắn ráo quá trời đã luôn nha, thấy không? Mình gửi lời chào tới mọi người luôn. Thì hôm nay mình tiếp tục quánh trong đê cả nhà. Đây, cái đê bịch mà hôm trước mình trúng chuột nè mọi người. Còn cái máng mà đặt một sọt không chạy một con thì nó nằm ở đây nha mọi người. Sẵn đây mình quay cái dấu chuột mà nó môi với cái đường của nó chạy cho cả nhà xem ha. Đây, cái này là hồi khuya nó mới môi nè mọi người. Y như con vịt mà nó rút chét vậy nha, không có khác gì đó ha. Đó, nó mồi lỗ cả nhà, thấy không? Thì đồng này không có vịt ăn cả nhà, bởi vì không phải vịt rút đâu, chuột nó mồi á. Đây còn cái đường của nó này cả nhà. Đã chưa, ui con luôn mình nó chụp chuột rồi mọi người. Thì mình đi đặt nói chung là cũng không có xa nhà gì mấy, cách nhà khoảng 500-600 mét đến cây số mọi người. Bởi vì hàng chó mình nó đi theo được, có nó đi cũng vui lắm cả nhà, đỡ sợ ma ha. Rồi để mình chuột, cái dấu chuột nó quằn rồi mọi người. Đây là cả nhà, một đường nó chạy đâm thẳng nó cả nhà, thấy chưa? Này một cái đường thì ra đây nữa, chỗ này nó chán ngã ba nè mọi người. Thì tới đây nó lại chạy ngược qua bên đó nè mọi người. Nó cái đường rất là đẹp luôn, mà giống cái đường ngoài máng mà không biết và có sẽ chuột nhiều hôm đây. Hồi bữa mình ra ngoài cái đường máng đó, đường cũng đẹp lắm mọi người, mà một sò có 2 chuột đó, tới xuôi tới luôn đó nha. Rồi cái đường vậy là mọi người đặt sao mọi người. Đây đó nhà, thấy chưa, thấy cái đường trước đây đó, nó bằng thẳng qua đó ha, xuống này cả nhà. Trời ơi trời, lên xình luôn mọi người ơi. Thì cái đường này theo mình thì mình đặt ở ngoài đây một cái ha, với ngay chỗ này hướng cái cả nhà, hướng con chuột bên đó chạy qua cả nhà. Thì tới chỗ đó trống á, nó sẽ kiểu như là chỗ nào trống con chuột nó chạy nhanh lắm mọi người, nó chạy hết ra chỗ này. Cái bẫy mình hướng dưới đây thì nó sẽ nhạy chạy hơn. Rồi mình đặt chỗ này đặt hàng cả nhà, ngoài đó quá trời luôn mọi người ơi, toàn là đường vip không mà cả nhà. Rồi vô nó chạy trong đó ra đó mọi người, trong mấy cái lùm nè. Nói chung là đường kinh khủng, đường luôn cả nhà, đường quá là đẹp. Cái đường này có phải bàn tới đó nha. Đi ra ngoài đó thì nó ăn lúa rồi đó mọi người. Quá trời, giường nhìn thấy mê luôn cả nhà. Hai con lu của mình, phía trước là một đường đó mọi người ơi. Đường này thì mờ ha, mà mấy cái đường mờ này dễ chạy lắm cả nhà. Đó, hai lu mình nó như mồi chuột kìa, nó vô đó nó quằn nãy giờ trong đó. Đây nè mọi người, cái bờ nhỏ xíu rồi cả nhà có cái đường nè. Trời ơi, công nhận cái khu này lâu lắm mà mình mới lên lại mọi người. Chuột bữa nay nó dồn vô khủng khiếp luôn đó cả nhà. Đường nó xuống nè mọi người, một đường ha, lên đường, 2 đường, đó 3 đường. Ở trong đây thì khó đặt lắm mọi người, cái nào ở ngoài đây cả nhà dễ đặt nè. Tại cái này mình quánh một cặp, chứ nếu quánh một cặp xa xa kia nó chắc ăn tối thế nào cũng chạy nè cả nhà. Chuột bằng đêm thì nó ra dữ lắm. Quá trời đường đẹp luôn mọi người. Hy vọng là trời sẽ mưa hay mọi người. Thì nãy giờ mình cũng bẫy xong đi đặt xong 2/7 của mình rồi mọi người. Thì cho cả nhà xem cái này nè, mình có đi ở lưới luôn cả nhà, thăm lưới rắn được 2 con rắn ráo quá trời đã luôn nha, thấy không? Thì cái này là lưới của mình nha mọi người, chứ không phải là mình đi gỡ của người ta đâu. Mình văng trên cái đê này đâu đó khoảng chắc là 6 tay hay gì mọi người. Đúng rồi, 6 tay. Ít quá thì một ngày mình thăm được đâu đó khoảng 1 con 2 con, cả nhà mình làm clip cho cả nhà coi không có được, nên mình gợp vô cái clip bắt chuột này luôn hay cả nhà. Ở đây nhà thấy rắn ráo không? Quá trời đã luôn mọi người ơi. Xuống rồi mọi người, cặp rắn quá đã. Trời, cả nhà chờ tối thăm chuột với mình ha. Hy vọng là trời sẽ đổ mưa hay cả nhà. sơn thì phần mớ sơn mình cũng ếch khá lớn nha cả nhà. Thì để mình bắt nó nha mọi người. Cũng đâm bằng chĩa cũng hơi nhạy cảm cả nhà. Đây khu nuôi mớ nó lớn, chuột khu này quá trời luôn mà nãy giờ nó chưa có vô bẫy mình mọi người. Thôi mọi người cùng đi thăm chuột với mình ha. Bữa nay cũng vậy thôi cả nhà, một đùm dĩa và một cái lồng. Ôi được hai anh em nhà chuột nè mọi người, hai con cỡ một thấy không. Ôi quá nó mạnh. Quá nó mạnh luôn. Đây mình có phát hiện được con rắn nè mọi người. Đây cả nhà, rắn ráo nè. Mình thấy chưa, con này thì nhỏ mình không bắt nè mọi người. Dạng đây mọi người, thì rắn mình đi nó ngủ cả nhà, lên cây á nó dạng lắm cả nhà. Đây nè đó mọi người, con này bé lắm cả nhà ơi, mình không bắt thôi ha. Ngay với trái đèn mình đây là con cò lửa cả nhà, nhà thấy không, con cò lửa này mọi người, hơi xa mình mọi người. Bây giờ lâu thứ ghê luôn mới được hai em quá to lớn luôn nè cả nhà. Đây. Hai em này trong bịch cả nhà, mình đặt một mớ ở trong và trống một mớ trong lùm mọi người ơi. Bây giờ chạy nhỏ không cả nhà, mới được hai em lớn nè. Rồi quá đã luôn cả nhà. Rồi thì nãy giờ chuột quá là chuột luôn mọi người, nhưng mà trời không mưa mọi người, nó không có ra ngoài rồi, nó nhát lắm cả nhà. Mình đi nãy giờ sơm cũng không được con nào luôn mọi người, nó núp ở trong lùm với trong hang luôn mọi người ơi. Thì cái này mà đổ cái mưa tầm nửa tiếng, một tiếng cũng được đó nha, là chuột nó dạng dữ lắm. Còn bây giờ nó nhát quá. Ổn rồi mọi người ơi, hy vọng sáng ngày mai thôi chứ nha. Mình đặt ở trên đây mà cái bẫy nó lăn tới đây nè. Bây giờ ít chuột lắm mọi người. Mình lặt vào đây nè. Nhờ thấy chuột khôn ghê chưa. Tù nó chạy rồi. Đây. Đây em nhỏ nè mọi người. Con gù đi dính xịn rồi, thấy gớm không. Chuột xịn không à mọi người. Rồi cặp bẫy cuối cùng này cả nhà. Ăn ủi được con nha mọi người. Ôi con này đã cả nhà ơi, không sao luôn. Chuột bây giờ là mọi người cũng nói chung không nhiều cả nhà. Như đây chắc tầm gần 2 kg mọi người, chuột nhỏ nhiều ha. Mình chào mọi người luôn. Thì đêm khuya hơi thất bại cả nhà, hy vọng là buổi sáng này mình đi cuốn chuột sẽ trúng hay mọi người, chứ như đêm hôm là chết luôn đó cả nhà. Nhà thấy đẹp không, sáng ngày mình đi trên bờ đê, hai bên có mấy đám ruộng người ta sới với trục rồi nè. Nước sao mà chỗ mình nó đứng lại nữa này cả nhà, nó không có lên ha. Nó lên hôm giờ mình trúng mánh lâu rồi, nước nó đứng cả nhà. Rồi mọi người thấy không, mấy cái này thì đêm hôm nó không có chạy này cả nhà, nhưng mà bằng ngày đúng rồi, bằng ngày mình đi cuốn lại chạy là giấc tối nó sẽ ra cả nhà. Đó, chuột quá trời lớn luôn. Mình đặt ở ngoài trống cả nhà, xong rồi vô cái lùm này thì nó đi ăn cho nó chạy vô á. Mấy lần trước mình có chỉ mọi người rồi đó, hóa đằng chuột đảo mọi người. Để được một cái cũng ổn cả nhà, hóa tiếc luôn mọi người ơi. Chỗ này thì nó sập 2 cái bẫy luôn cả nhà, nhưng mà chạy được một con cả nhà nè. Nhà thấy không, mình đặt ở ngoài trống đơn giản mọi người, lưu cái đường chuột chạy nè mọi người. Bẫy thì mình đặt ngoài trống này nè, cái trong này cũng sập nữa mà nó không có chạy. Quá trời chuột mùa này ú luôn cả nhà ơi, mặt nó nặng ký lắm mọi người. Nhận chuột ở đây nó khôn thật sự luôn á mọi người nè. Nó bằng đêm nó chạy, nó ủi bẫy mình lộn mèo lên trơn. Phía trước thì đường con mọi người. Ngoài bờ máng nhỏ luôn cả nhà. Ở bên đó mình thấy cũng đường con nữa rồi kìa. Đây, để mình qua đây mình cuốn hay mọi người. Cái này thì cái trong còn nguyên ha, nhưng mà cái ngoài được con cả nhà. Tụ chuột bự. Đêm thì nó ra bên đây nó cắn cỏ, nó ăn lục bình nữa, ăn ốc rồi á, thì nó vô nó sẽ sập bẫy mình nè. Hình như là mình nhớ không lầm là hình như Hai cái bẫy này tối như cũng chạy cặp nữa nè cả nhà. Tụi những con chuột chạy luôn cả nhà, luôn không chụp kìa. Đúng rồi nha, cái này hai cái tối nó chạy cặp nè. Giờ tiếp tục sáng hãy làm cặp bự nữa nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Mình nói thiệt với mọi người luôn, với cái khu này á mà trời đổ mưa mà nước lên khoảng tới đây cả nhà, khoảng nửa cái đê nè, trời ơi chắc chuột làm gì cho hết cả nhà. Coi nó cắn cỏ nè, thấy ghê lắm mọi người ơi, cắn phình phình luôn á. Này mấy này giống mới cả nhà, cỏ còn chưa héo luôn nè. Đây này mình được có ngựa này mọi người. Giờ toàn là chuột lứa không à, ít khi nào kiếm được chuột mẹ lắm, lứa lưới ở cả nhà. Rồi sáng này cá im cả nhà, thằng Lu nó chen đi đâu thì tình chứ. Đây mọi người, một cặp ha. Đây anh em, đây anh em. Cặp chuột này cả nhà. Rồi cái bờ nhỏ mà qua mình quay cho mọi người coi cái đường láng nè. Đó, đây là mọi người, một cặp hay cả nhà. Đây cái ở đây thì nó hơi xa mọi người ơi. Đẹp lắm cả nhà ơi, chuột đá láng. Một cặp chuột nha cả nhà. Ở ngoài cái bờ nói chung là nhỏ xíu à. Nhà thấy không? Hai bên nước không. Rồi bây giờ lướt không cả nhà, lướt ngon ngon không à. Ở đây đường cặp cũng khá đẹp rồi cả nhà. Thì mình đặt toàn bộ quay ra ruộng ha. Đây đường con nè mọi người. Cái này mình cũng quay ra ruộng luôn mà mình không có chỗ để sọt, mình để lên cái đường mưa chuột chạy luôn ha. Đó cái miệng nó quay ra ngoài nè mọi người. Thì mình đặt một cặp mà sát nhau này á mọi người. Mọi người tối đi thăm á, nếu mà có cái đường kế nào mà nó quay ra ruộng được á, mọi người sửa cái bẫy lâu quay ra ruộng nữa ha. Khả năng chạy nó cao hơn cả nhà. Đừng có quay vô trong trời ở đây đường cặp nữa nè mọi người. Đừng có quay vô trong ấy mọi người, trong hang nữa ha. Trời ơi trời, cái con này nó cứng cái bẫy mình luôn rồi. Thấy ghê vậy. Con đem chuột đực này cái nha. Quá trời khủng. Vô cứng cái bẫy luôn. Ôi, quá đã cả nhà ơi. Mọi người thấy không? Mấy cái đường mình đặt ra ngoài nè. Này chỗ này là ngã ba nha mọi người. Đây có một đường mà mình không có đặt, mình đặt một đường ra. Một cặp chuột này không cả nhà. Thì hang nằm trong đây nè mọi người. Hang nằm trong gốc cây này nè. Đó nhà thấy chạy trắng trên cái đường đó. Một cặp liền mọi người ơi. Đây là mọi người thấy gì không? Cái bẫy mình chạy chuột xong rồi nó bị nhẹp lép, chuột nó ra không được mọi người. Trời ơi trời, đau lòng. Rồi mình cũng xong rồi này mọi người, chạy khá là ổn đó cả nhà. Thì bây giờ tiếp tục cái sọt thứ hai cả nhà. Hồi tối khu này mình đi mọi người đi thăm cũng không thấy chuột chạy gì nhiều mấy cả nhà. Hay là mình đi sớm quá chuột nó chưa ra mình cũng không biết nữa. Ủa, có vỗ cắn cả nhà ơi. Rồi một em mọi người. Đây chạy tràn tối luôn cả nhà. Tối cũng cái bẫy này nè một em ha. Quá chuột mập. Thì tới đây thì thấy phía trước đường cặp này mọi người. Trời ơi trời ơi trời ơi con chuột. Ôi, nóng lạnh như cả nhà ơi. Thì chút mấy con này mình về mình lấy cân thử nha nhà. Coi một con nó được bao nhiêu trăm gram ha. Đó là nó bự mọi người ơi. Con bự với con lứa. Mấy con này thì phải lẹ mọi người. Cái lò xo mình mạnh cỡ nào mạnh nhưng mà nó không mạnh bằng con chuột đâu. Thì mình gặp hoài luôn cái tình trạng mà đi tới để chỗ con chuột á cả nhà. Cái nó thấy mình nó sợ nó hoảng á. Cái nó tung ra phát một cái tiêu luôn. Toàn là chuột bự không. Lưu cái nào mình đang chụp chuột nữa rồi. Trời ơi, chạy được con ếch cả nhà ơi. Ếch thì mình thả ha, không có bắt luôn rồi. Bây giờ khu này ít chạy quá mọi người ơi. Trời, đây được một cái bẫy hai em nằm cả nhà. Mình đặt hai cái nhưng mà nó không vô một con cái mà đặt. Nó vô một con, một cái hai con. Đó. Cái bẫy hàng chuột này cả nhà. Sao mà không mình không biết tại sao nữa, nhưng mà chỗ này là chắc do chuột nó bị nhát cả nhà. Chỗ này ngon lắm nhưng mà không có chuột mọi người. Rồi, chuột ở đây nó nhát rồi cả nhà ơi. Nó chạy mấy cái ở trong cái bờ này không à. Còn ở ngoài đây thì nó không có chạy, nó không có ra ngoài. Chuột chỗ này nó bị nhát rồi. Chuột này cả nhà. Đây là mọi người. Mọi người thấy con chuột nó khôn thấy ghê không? Đây là cái dấu con chuột cắn này cả nhà. Còn bẫy mình thì đặt ở trong mà nó không có chạy bẫy mình. Nè, nó cạp lúa này cả nhà. Nhâm nè. Quá rồi, chuột ở đây nó khôn mọi người ơi. Rồi, đã xong ha mọi người. Hai con lũ mình đang mê chuột nó chưa chịu về nữa kìa mọi người. Thì nó khôn, nó nghe rồi mình đạp xe cái là nó nghe tiếng xe mình nó chạy về theo à. Chứ nó không phải ở trên đây đâu. Đó, tụi con sọt dưới kia im mà mọi người. Bên đó nói chung cũng được, chứ không có ít dễ mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ cân hai con chuột bự nhất của mình nè mọi người. Bây giờ mình cân chung nó cái đi. Xong rồi mình cân từ con hàng cả nhà. Hai con chuột 650g mọi người. Một con là 300g. Ở nhà thấy ghê chưa? Cơm mình ăn cái đó mọi người. Quá dữ. Rồi thì mình đổ chuột cho mọi người. Có con chuột nhập bếp nữa nè. Cái này toàn gặp thấy dữ không cả nhà. Đây là chuột tổng ký chuột của ngày hôm nay mọi người. Ôi trời, 6,1 kg mọi người ơi. Quá trời dữ. Ý là mình chạy được có một sọt ổn cả nhà. Sọt kia cũng hơi ok nhưng mà đối với mình là chưa có ổn dữ cả nhà. Rồi được 6,1 kg. Từ lòng ký vẫn còn 5,1 kg cả nhà. Quá trời im mọi người. Đã không cả nhà.